rằng anh yêu nhiều không. Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phải. Sao của anh có cuộc đời phía trước còn rất dài, có thể có vinh quang và cũng có những gặp gỡ cũng mong hai con hoàn cảnh nào cũng thương yêu. Cảm giác trong anh vẫn có lẽ hơn cả yêu.